Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Nhung đây. Thì hôm nay mới cho Mimi lên sóng lần đầu nè. Mimi xin chào. Trong trang điểm mắt á, thì để có một cái hàng mi cong và dài á, thì sẽ tạo cho đôi mắt trở nên to và long lanh hơn rất là nhiều đúng không nè. Nhưng mà để kẹp mi sao cho cong và bền và cũng như là không có bị gãy khúc á, thì đều sẽ có bí quyết cả. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình á, thì không phải loại kẹp mi nào được bán trên thị trường thì sẽ đều kẹp mi cong được. Cái này là theo quan điểm cá nhân của mình, đã từng trải nghiệm rất là nhiều kẹp mi rồi thì mình mới dám mình nói như vậy luôn. Vậy nên nó mới có chuyện là những bạn tuy đã áp dụng theo những cái cách hướng dẫn bấm mi sao cho cong trên mạng á, nhưng mà các bạn vẫn không thể làm được, thì nó có thể một phần do nguyên nhân là cái kẹp mi của các bạn đó. Và theo mình á, những cái tools trong make up giống như là kẹp mi nè, nhíp gắn mi nè chẳng hạn á, thì chúng mình không cần đầu tư quá đắt làm cái gì hết á. Ví dụ như một cái kẹp mi mà 600, 1 triệu á, thì mình thấy nó hơi phí. Tại vì thực ra trên thị trường thì vẫn, nếu các bạn mà chịu khó lùng sục á, thì sẽ tìm được những cái kẹp mi có mức giá rất là rẻ mà chất lượng nó cực kỳ tốt luôn. Và như trên tiêu đề các bạn cũng đã đọc rồi đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái loại kẹp mi có mức giá rất là phải chăng mà chất lượng cực kỳ tốt luôn. Cái này mình đã trải nghiệm trong vòng một thời gian rồi và mình mới làm một cái video để chia sẻ cho các bạn đây. Và mình cũng là chuyên viên trang điểm, mình hay đi trang điểm cho khách nữa, vậy nên mình cũng muốn chia sẻ cho những bạn đồng nghiệp đang coi video của mình ở đây á, những cái sản phẩm tốt mà chất lượng cao, giá rẻ, và để đảm bảo cái tác phẩm của bạn hoàn thành nó vẫn đẹp mà các bạn vừa có thể tiết kiệm được chi phí đầu tư cái cốt lồng ngành các bạn ha. Và trước khi bắt đầu video, đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình để đừng bỏ lỡ bất kỳ video nào chia sẻ kiến thức về makeup hay ho hàng tuần nha. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Để đánh giá được một cây kẹp mi nó có chất lượng tốt á, thì đầu tiên nó phải có cái kích thước phù hợp với cái dáng mắt của mình. Và đối với dáng mắt của người châu Á thì nó khá là bé, vậy nên mình khuyên các bạn nên tìm một cái kẹp mi mà nó có cái kích thước vừa phải với cái con mắt của mình á, thì các bạn sẽ tránh gặp phải những cái trường hợp mà các bạn kẹp phạm phải vô thịt nha, thì nó sẽ rất là đau. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn hai cái cây kẹp mi, thì cái cây này là mình mua trên Shopee mà mình mua đại á, thì kích thước của nó khá là to nè. Cái bàn này nó rất là to nè, vậy nên khi mà kẹp mà không cẩn thận á, thì nó sẽ rất là dễ phạm vào thịt và nó rất là đau. Và điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, cái mà quyết định cái kẹp mi của bạn có kẹp được cong hay không á, đó chính là cái đệm cao su này. Tốt nhất các bạn nên tìm mua những cái đệm cao su mà kiểu nó mềm mà nó có cái độ đàn hồi tốt á, thì nó sẽ kẹp được rất là cong, và hạn chế mua những cái nó có cái đệm cao su mà kiểu nó cứng quá á, thì bấm nó sẽ rất là khó ăn nha. Và ngoài ra cái đệm cao su này nó sẽ bị hao mòn theo thời gian á, thì khi các bạn dùng trong khoảng một thời gian á, thì nó sẽ bị lún xuống và lúc đó các bạn phải thay mới rồi. Vậy nên lời khuyên là các bạn nên tìm một cái hãng kẹp mi nào mà kiểu nó có bán cái đệm refill á, hoặc là khi mua một cái hộp kẹp mi á, thì nó có tặng những cái miếng cao su này để chúng ta sơ cua nha. Chứ đừng nên mua những cái kẹp mi nào mà kiểu họ chỉ bán đơn lẻ một cái kẹp mi này thôi, còn cái đệm cao su họ không có bán á, thì qua một thời gian thì nó sẽ hao mòn đi và chúng ta phải thay cái mới rồi. Vậy nên tự nhiên giờ không tìm được cái kẹp cao su, vậy nên chúng ta phải quăng đi nguyên cái kẹp mi luôn, thì nó sẽ rất là phí đúng không? Đầu tiên đó là cái kẹp mi rẻ nhất đến từ cái hiệu Melian. Thì cái hiệu này là được một cái chị đồng nghiệp làm cùng make up với mình á, thì chị đó có chia sẻ với mình. Thì cái hộp này chỉ có 30 ngàn thôi, siêu rẻ luôn á bạn ơi, mà chất lượng của nó rất là tốt. Và mình nghĩ trong cái nghề này á, thì các bạn nên có những cái mối quan hệ với nhau, kiểu như là người này tìm được cái sản phẩm này tốt thì giới thiệu cho người kia, nó sẽ rất là tốt để các bạn tránh lãng phí khi mua những cái món Sukana nha. Cái hộp này mình mua có 30 ngàn thôi, thì trong hộp này họ tặng thêm một cái đệm cao su để chúng ta có thể refill nè. Và theo đánh giá ban đầu á, thì mình thấy cái phần này nè, nó gia công chưa có được tinh xảo và đẹp lắm, nhưng mà tuy nhiên khi mà cầm để kẹp lên tay á, thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết, nó vẫn đáp ứng đủ cái tiêu chí của mình đề ra, có nghĩa là phải kẹp cong mi và nó phải vừa với cái kích thước này nè, kích thước của con mắt á. Về cái khả năng kẹp cong mi của các em này mình đánh giá cực kỳ cao luôn, kiểu như là các bạn chỉ cần nhấn nhẹ một cái thôi á là nó đã cong rồi, vì nên chúng ta không cần phải dùng nhiều lực lắm để kẹp mi, bởi vì khi mà dùng nhiều lực á thì nó sẽ dễ gây cái tình trạng mà gãy mi á nha. Và ngoài ra có một điều mình muốn làm rõ cho các bạn, khi mà các bạn kẹp mi để cho nó cong á, thì nó cũng giống như khi các bạn dùng nhiệt để các bạn uốn tóc cho nó xoăn, có nghĩa là sau đó các bạn phải dùng một cái mascara có cái độ giữ form tốt, thì nó sẽ tương tự như là cái keo xịt tóc á, nó có thể giữ được cái form mi cho nó cong suốt từ sáng đến tối luôn. Chứ nếu các bạn không chút mascara để nó có thể định hình được cái độ cong của mi á, thì mình nghĩ sau khoảng 1 đến 2 tiếng thì mi nó sẽ tự nó duỗi thẳng dần về vị trí ban đầu nha.
Và có một điều rất là tội nghiệp các shop, thì mình trong cái thời gian mà mình đi tìm những cái kẹp mi để mình làm video các bạn á, thì mình có đọc một số đánh giá khá là 3 chấm, cũng khá là nhiều bình luận là kẹp mi cong nhưng mà không giữ được độ cong lâu, sau đó quất một cái đánh giá 1 đến 2 sao. Như vậy rất là tội nghiệp các shop, trong khi các bạn không hiểu rõ cái nguyên lý này. Và tiếp theo đó là kẹp mi của The Face Shop, thì cái loại kẹp mi này mình dùng chứ không phải là 2 đến 3 năm rồi đó. Và khi mua thì nó cũng đóng gói cái hộp giống như cái cây Malian ban đầu á, và họ tặng cho mình là như 3 hay 4 cái đệm mi này nè. Thì mình cứ refill và mình dùng tiếp thôi. Theo đánh giá của mình á thì cái cây The Face Shop này nó kẹp khá là cong mi. Tuy nhiên các bạn cần phải dùng một xíu lực để có thể kiểu giữ cho mi nó cong rồi sau đó mới bấm tiếp được á. Tại vì mình nghĩ nó không có cái thiết kế lò xo giống như cái cây Malian nè. Vậy nên khi mà bấm á thì các bạn cần phải dùng một xíu lực để có thể làm cho mi nó cong được. Chứ như cái cây này bấm rất là nhẹ luôn. Và cái cây này mình phải dùng lực để mình ấn nè, thì nó mới làm cho mi trở nên cong được. Và hai cây kẹp mi cuối cùng đó là của Everbath và Flower Glow. Thì cái hiệu Flower Glow này các bạn chắc cũng đã biết rồi ha, tại nó rất là hot trên Shopee Việt Nam rồi, bởi vì có những cái sản phẩm thiết kế rất là đẹp luôn. Và cái hiệu Everbath này nó hơi xa lạ một xíu, và cái hiệu này nè thì nó rất là hot bên Douyin Trung Quốc luôn, và mình thấy rất là nhiều chị trên đó xài rồi và kết quả rất là tốt. Lý do tại sao mình gộp chung hai cái này để review luôn, bởi vì mình thấy cái kết quả kẹp mi cũng như là cái thiết kế của nó cũng xem tương tự nhau, không có gì quá khác biệt á, vì nên mình review chung một thể luôn ha. Thì cái cây Everbath này mình mua trên Shopee với giá là 120 ngàn. Còn cái Flower Glow này á thì mình mua flash sale, có nghĩa là mua một cái cây mascara và được tặng một cái này á với giá là 250. Còn cái cây kẹp mi này nếu mà mua lẻ á là như là 200 mấy 300 ngàn lận á. Và mình khuyên các bạn nên mua chung một cái combo là vừa có mascara vừa có kẹp mi này luôn. Bởi vì mình thấy cái mascara của cái hiệu đó rất là tốt luôn á. Nó có hiệu quả làm tơi mi và cong mi rất là ok. Và nếu các bạn có hứng thú về những cái chủ đề về mascara thì hãy comment bên dưới nha. Mình sẽ làm một cái video về nó để chia sẻ những cái cây mascara làm cong mi và tơi mi có hiệu quả tốt. Về bề ngoài á thì hai cái cây này các bạn có thể thấy trên camera là nó rất là giống nhau luôn á, chỉ khác là cái này màu đỏ còn cái này màu tím thôi à. Trong mỗi một cái hộp kẹp mi này thì đều được hãng tặng cho một cái đệm silicone, và mình thấy cái đệm này nó cũng giống nhau quá, hai cái nó giống nhau y chang luôn nè. Còn về hiệu quả làm cong mi á thì cả hai cái cây kẹp mi này đều đáp ứng được cái nhu cầu mà mình đề ra nha. Còn về cảm giác khi bấm á thì mình thấy là cần phải dùng lực tay một xíu để có thể ép cái mi vào trong này để có thể bấm cho nó cong nè. Và mình nghĩ cái lý do là bởi vì cái đệm silicone của hai cái bạn này nó giống nhau, có nghĩa là nó dày và nó dai hơn á, và cái cảm giác nó không có được bấm nhẹ giống như là cái Malian ban đầu mà mình review. Về cái kích thước của cả hai cái cây kẹp mi này á thì mình thấy nó hơi to hơn một xíu so với hai cái cây Malian cũng như là cái cây The Face Shop ban đầu mình review á. Tuy nhiên nó không có quá to so với những cái kẹp mi dành cho những cái mắt của người châu Âu á, nó sẽ rất là to. Tại nhiều khi cầm như vậy các bạn cũng khó có thể so sánh được cái nào to và cái nào bé hơn. Thì bây giờ mình sẽ gỡ hai cái đệm mi ra để mình đối chiếu với nhau coi cái nào to hơn, cái nào bé hơn thì nó sẽ dễ hình dung hơn ha. Nó chỉ dài hơn một chút xíu thôi à. Và để tổng kết lại á, thì đối với bốn cái cây kẹp mi này, cây nào mình thấy cũng đáng mua hết á. Và nếu các bạn nào muốn tiết kiệm á, thì mình nghĩ các bạn nên canh flash sale trên Shopee để mua cái cây của Flower No này. Nó sẽ tặng kèm chung với một cái mascara á. Thì một combo đó khoảng 250 thôi. Nó rất là tốt luôn và nó rẻ nữa. Và ngoài ra cũng có một cái điều các bạn nên quan tâm, đó chính là làm thế nào để mua lại những cái đệm silicone để refill trong trường hợp mà cái đệm cũ của bạn nó đã xuống cấp rồi đó. Và theo như mình tìm hiểu á, thì bốn cái kẹp mi vừa rồi mình review á, thì hãng họ không có bán cái đệm để chúng ta có thể sơ cua lại, mà họ chỉ tặng kèm thôi. Vậy nên buộc chúng ta phải mua những cái đệm mi cao su mà họ bán bên ngoài á, để có thể thay thế vào. Và mua như vậy mình thấy cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định, giống như là nó sẽ to quá, nó gắn vô cái kẹp mi không có vừa nè, hoặc là cái độ dày nó to quá, hoặc là nó bị cứng quá, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả làm cong mi. Vì nên những bạn nào mà đang coi video của mình mà biết những cái nơi nào mà bán đệm mi cao su để thay thế mà nó chất lượng ok á thì các bạn hãy comment bên phía dưới để chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Và thông qua video này của mình, hy vọng các bạn có thể tìm kiếm được những cái sản phẩm có chất lượng tốt và mức giá rẻ để có thể make up thật là đẹp nha. Và nếu các bạn hứng thú về cái series này và các bạn muốn tìm những cái sản phẩm có chất lượng tốt mà giá thành phải chăng á, thì hãy comment bên phía dưới để mình có thể tìm kiếm để làm video chia sẻ cho các bạn nha. Và cảm ơn các bạn đã coi hết video này. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình để đừng bỏ lỡ bất kỳ video nào chia sẻ kiến thức về make up hay ho hàng tuần nha. Bye bye!